đây Nghi xin giới thiệu các bạn về dòng sản phẩm LI 4278. Sản phẩm này dùng để ứng dụng cho không dây, ứng dụng trong cái kho và những cái vật hàng hóa ở nơi xa so với máy tính. Người ta hay dùng máy quét mã vạch không dây LS4208. Đây, LI4208. Sản phẩm quét như sau. Đây, đây là sản phẩm LI4278.